anh em nhé. Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 29. Còn vài tiếng nữa sẽ đến đêm giao thừa. Và đây tôi hôm nay tôi còn nốt cái bao sự cố. Đấy. Hôm qua 28 âm là có 7 cái triển khai thì anh em. Tôi với thầy sĩ là triển khai được. Hello anh em nhá. Hôm nay đã là ngày 26 âm lịch rồi. Thì hiện nay ở trên cái công việc của tôi ngày hôm nay ấy, đang còn tồn là 6 cái đường dây mới, kéo thuê bao mới. Ở đấy thì có lắp thêm hai cái TV nữa và hai cái sự cố, tức là đầu việc hôm nay sẽ rơi vào 6, 8, 10 10 đầu việc nữa ngày hôm nay, 6 âm lịch. Và ở trong nhóm cúp ấy thì còn tồn khoảng 60 đường dây kéo mới. Video hôm nay là sẽ trải nghiệm cho anh em thấy trải nghiệm một ngày làm việc của anh em tôi. Tôi sẽ hy vọng là hôm nay sẽ triển khai được hết tất cả những cái thuê bao còn tồn ở trên hệ thống. Thì còn một số nhà khách hàng nữa có nhu cầu lắm thì chắc sẽ ngày mai sẽ thực hiện thôi. 6 đường dây. Và hiện tại thì 7 giờ sáng và chúng ta sẽ đi kéo thuê bao, thì đợt này thì cũng khá là gần thôi, nó rơi vào tầm 200-300 mét thôi. Đó, anh em là không đi nhá. Đây anh em nhá, đây là cái thuê bao đầu tiên trong ngày này. Kéo lúc 8 rưỡi. Tại lúc sáng là lúc sáng thì còn ra ngoài trung tâm để xuất hàng hóa cho anh em. Nên đi vào hơi muộn. Rồi lên trên đấy. Rồi. Vâng, đợt này nhiều không ạ?
Chưa ông ơi, đang kéo dồn dây mà. Đã đi được đâu. Cháu tưởng đợt trước ông lắp rồi nhỉ? Đợt trước không phải ông lắp rồi à? Chưa. À, đội kinh doanh nó vẫn cho nợ mà. Lúc chưa cần thiết. À, đợt này. Vừa mới làm xong nhà không? Xong 5 nay rồi. Xong 1 năm được. Nó cắn không bà? Buổi kia nó không ấy nhưng mà hôm nay thấy nó sủa hàng quá. Bà ấy tránh ra ở đấy thì cho cháu ném. Bà, ông sau. Vâng. À, Viettel ạ. Bác đang dùng ở Vina. Ủa? Vâng. Thank you.
anh em nhá, mất 20 phút đi kẹo. Hello anh em nhá. Hôm nay đã là 28 Tết, 28 âm lịch rồi. Hôm nay trời lạnh quá. Thì bây giờ ở trên hệ thống của tôi là còn tồn là 6 cái đường dây. 6 đường dây chưa lắp. Hôm nay là 28 rồi. 6 đường dây thì có 2 cái đường dây thì đã kéo rồi, làm rồi, xong rồi, và còn 4 cái triển khai nữa. Đây anh em, xe chưa kịp rửa này, vẫn còn tóc tai chưa cắt, còn nhiều tổn, nhiều thuê bao quá. Hello anh em nhá, thì buổi sáng hôm nay bây giờ là đã là 11:30 rồi. Buổi sáng hôm nay thì tôi làm được hai cái triển khai mới. Thầy tốt thì cũng làm được hai cái, và đang cố làm thêm một cái thứ ba nữa. Thì lúc sáng thì bên tư vấn viên này đấu thêm hai đường dây nữa. Ở đây bây giờ đang tồn là 4. Đấy. Tức là lúc sáng là có 6 cái nhưng mà làm xong 4 cái rồi. Thì còn tồn 2 thì họ lại đấu thêm hai cái nữa, thành 4 cái nữa. Nếu mà không có gì thay đổi, 4 cái thì sẽ triển khai trong vòng hôm nay, nó sẽ xong. Đó, theo như dự tính là hôm nay sẽ xong nếu mà không có phát sinh sự cố. Buổi sáng ngày hôm nay thì tôi có phát sinh mấy cái sự cố với lại chuyển một số hàng hóa cho anh em ấy. Ở đây là chúng tôi đi vào là đã gần 9 giờ rồi. 9 giờ. Hai thuê bao kia tôi triển khai đâu đấy không? 10 giờ, 11 giờ, 2 tiếng và 30 phút là tôi đi sửa hai cái sự cố. Thì nếu mà không có gì thay đổi thì chắc là chiều nay sẽ làm hết 4 cái thứ ba đấy và sẽ nghỉ Tết vào ngày 27 âm lịch. Đó. Theo dự tính nha anh em nhá. Nhưng mà tôi thì tôi ở gần nhà cho nên là tôi đăng ký trực tất. Năm nay thì có đăng ký còn 5 ngày thôi. Bởi vì có mấy cái ngày mà nó rơi vào thứ bảy chủ nhật. 4 ngày nó rơi vào thứ bảy chủ nhật. Cho nên là đăng ký lịch trực có 5 ngày. Đó. Chiều lại tiếp tục quay cho anh em nhá. Hôm nay sẽ làm full buổi chiều. Quay video trong một cái video này sẽ là làm trong vòng cả ngày luôn. Rồi, buổi sáng kết thúc anh em nhé, xong hẹn anh em buổi chiều. Hello anh em nhé, bây giờ là 3 giờ chiều ngày 29, còn vài tiếng nữa sẽ đến đêm giao thừa. Và đây tôi hôm nay tôi còn nốt cái thuê bao sự cố. Đó. Hôm
qua là hôm qua 28 âm là có 7 cái triển khai thì anh em. Tôi với thầy sĩ là triển khai được 6 cái. Còn một cái tồn ra sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì tôi xử lý cái đấy. Cái thuê bao đấy là xong. Và tồn 1 2 3 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 và tồn 5 cái sự cố. Thì bây giờ lúc sáng thì tôi triển khai xong một cái và buổi lúc sáng triển khai mới một thuê bao này. Xong rồi bây giờ còn nốt một cái thuê bao cuối nữa. Mà bây giờ tí nữa tôi đi lên lắp cái mạng LAN là tôi sẽ nghỉ trong buổi chiều hôm nay. Đó. Năm nay thì dịch bệnh với lại trẻ con nó học online nhiều ấy. Nên cũng khá là nhiều các nhà khách hàng họ lắp đặt. Nhưng mà năm nay thì rảnh hơn năm ngoái. Năm ngoái thì 9 giờ đêm tôi 10 giờ đêm tôi còn phải đi xuống xử lý sự cố cho khách hàng. Năm nay còn nốt cái sự cố buổi chiều hôm nay đó. Đó là còn một cái mạng LAN thôi. Tôi sẽ kết thúc. Mọi năm thì có anh giám đốc thì khỏe anh giám đốc cũ thì tôi sẽ là người đi sập đất cho trung tâm. Nhưng mà năm nay có anh lãnh đạo mới thì chắc là tôi sẽ không đi nữa. Đây là một cái video kết thúc năm 2021 thì gửi lời chúc tới toàn thể mọi người ở trên YouTube khi xem video này một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý anh em. Tiền vào như ở Hòa Bình này thì tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Chúc mọi người một năm mới mọi điều tuyệt vời.